Vô vô là lơ vô vô lên lên tốc độ lên lên nha. Câu đợt này còn chuẩn bị bắn xe để đã nha, thì trên 116 Ok, hello, chào mừng anh em quay lại với channel Nguyễn Nam Gamer. Hôm nay chúng ta chạy tiếp tiếp hành trình trên con xe của nhà xe Tăng Quang Dũng Xanh. Thì ở video trước thì chúng ta đã kết thúc cái video và tạm dừng ở một cái bến xe liên tỉnh của thành phố Buôn Ma Thuột. Và đây là chiếc xe hôm nay mình nó đang nằm ở phía trong bến này. Ồ, chiếc xe bên cạnh nó đã đi rồi anh em. Rồi, thì hôm nay bây giờ thời tiết đang rất là mát mẻ luôn. Bây giờ là đang là 7 giờ rưỡi tối đó, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục chạy xe đêm nha. Rồi thì sau khi hành khách chúng ta đã đi vệ sinh và đã đón thêm một số hành khách rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục lên đường thôi anh em, lên đường thôi. Wow, bến xe trời nó không mưa anh em, nhìn thấy nó rõ đẹp cực kỳ không. Rồi bây giờ tối thì ở bến xe vẫn còn nhiều xe đậu lắm nha, chứng tỏ là cái bến xe này là xe ra vô rất là xuyên suốt luôn anh em, mới lẹo lưỡi luôn. Rồi đây chúng ta sẽ tiếp tục lên đường nha. Thì hành trình chúng ta hôm nay là chúng ta sẽ đi cảnh sát này cho nó né cho nó đi cho nó ra đường nha, không là nó lụm mình luôn anh em ơi. Rồi, let's go. Sau khi bà con đã ăn uống lót dạ no nê rồi thì chúng ta đã có một cái xe đầy ắp hành khách. Vừa rồi chúng ta đã đón thêm một số hành khách trên chuyến xe này. Chưa chi mà lại hung nó làm chi không biết, trời ơi. Rồi đèn pha bật lên. Rồi đèn nhà thờ lên nha mày, không đèn pha công an nó phạt nha. Anh em xem video đừng quên là để lại cho mình một bình luận và like video, nhấn đăng ký kênh, nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo nha anh em. Thời tiết anh em nhìn nó không mưa thì mình chạy nhìn rất là đã luôn á. Mặc dù bây giờ là ban đêm nhưng mà nhìn nó còn những cái ánh hoàng hôn kìa anh em ha. Quá trời tuyệt vời luôn. 8 giờ kém nhưng mà vẫn là còn hoàng hôn nữa, chẳng hiểu luôn. Nhưng mà thôi kệ nó đi, chúng ta cứ đi thôi. Trời sáng thì chúng ta càng thuận lợi cho cái việc lái xe của chúng ta đúng không? Rồi cái xe máy này nó kẹt giữa rồi, khó khăn quá. Trên đường mình gặp rất là nhiều những cái anh đi lấy hàng nha. Thì nãy giờ mình quên nói chứ, hành trình chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ đi đâu. Đây, chúng ta đã đi qua khỏi Buôn Thuộc và hành trình tiếp theo chúng ta là chúng ta đi vào bến xe Gia Nghĩa nha.
Ok, nãy giờ anh em đã xem video của mình và anh em nào mà đã chưa like video thì nhớ like video giúp mình và đừng quên là nhấn thêm một cái đăng ký kênh nữa, nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo. Và đừng quên là comment ở dưới phần bình luận những yêu cầu hoặc là những cái vấn đề gì đó anh em cần hỗ trợ thì anh comment ở dưới nha. Cảm ơn em rất là nhiều và chúng ta sẽ xem tiếp video thôi. Ok. Ok. Gia Nghĩa thì bên xe Gia Nghĩa này hình như mình chưa ghé bao giờ, thì đợt này mình sẽ ghé luôn nha anh em. Mình ghé luôn để mình review cho mọi người xem là bánh xe Gia Nghĩa nó như thế nào. Đó, bây giờ tối đến rồi thì chúng ta lại có cơ hội để chúng ta chạy nhanh hơn so với ban ngày, tại vì tối là đa số là ít xe tuần tra lắm anh em. Nhưng mà nói vậy không biết vừa nói xong lặng lát nữa nó tuần tra nó hốt luôn mình luôn. Ô mẹ ơi, công an chưa hốt mình hốt luôn xe kia luôn rồi. U là trời ơi. Thôi anh ráng thu xếp nha, tôi chạy tiếp đây, hành khách tôi đang mệt. Mình nói để xe về bến mình tân trang lại xe, nhưng mà chưa có kịp tân trang là mình đã đón thêm một vị khách đi nữa anh em, cho nên là thôi ở chuyến sau mình sẽ cố gắng mình là tân trang xe nha. Mùa mấy nhỏ đó, nó học bài còn kia nó nói quá trời nói luôn đó em. Mình sẽ cố gắng chạy nhanh nhất có thể nha. Ở đây là cái ôi ôm cua nó chạy rút 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 nhìn đã gì đâu. Đá 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 xe nhanh. Thường thì mình vượt xe là mình hay sử dụng cái đèn xe đèn 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 pha này cho mọi người để mình ra tín hiệu mình xin xin lên đó. Đó. Ồ, xe nó xúm nhau nó bật xi nhan mình đi trái kìa, nó đã tính nó vượt qua mình kìa. Ủa đây có sự cố gì vậy? Chỗ đây nó bị hẹp chứ không có gì hết trơn nè. Chỗ đó nó bị hẹp. Trời ơi, đi lâu lâu quá anh ơi, kèm kèm kèm, tự nhiên cái chỗ này nó bị hẹp lại không hiểu luôn em. Đoạn này thì không thể vượt nha, không vượt ẩu ẩu được. Xe quá trời đông luôn, nhưng mà chỗ này thì nó không có cho mình vượt anh em. Mình đợi thời cơ để mình vượt nha. Chưa, đoạn này chưa được vượt. Ở video trước thì mình chạy anh em nhìn thấy chạy trong cái khoảng trời mưa, mình rất ghét trời mưa là nó làm cho mình rất là khó gọi là tầm nhìn nó dở, và cái video anh em xem nó không có được chất lượng nữa đúng không? Ok. Né nè, đúng rồi. Hàng bị không né ra, tụt trội không thấy đường luôn bây giờ. Đúng rồi, hãy nhường đường đó anh em. Ô cái thằng này ủa láo gì. Rồi ông sẽ cho cái ông nội này lên lên bờ rào nha. Không đụng anh em. Tưởng là cho lên mình rào rồi. Ok, còn ổn nha, còn ổn nha. Xanh đỏ quá trời luôn. Xi đông quá vậy.
Tức quá. Đi đi cậu. Ghét nó có mấy cái đường tự nhiên nó hẹp lại vậy. Đang chạy ngon tự nhiên nó thắng lại. Cái là mình hung nhau. Chẳng hiếu luôn. Bởi đường xá khó đỡ anh em ơi. Mấy đoạn này phải bật đèn pha lên anh em ơi. Không bật đèn pha là không thấy đường nó tốt thôi à. Nên ha. Đó, đoạn này phải bật đèn pha lên. Cảm giác như mình đang lái xe đua chứ không phải là xe khách nữa. Chạy rất là nhanh luôn anh em. Thì thường ban đêm thì mình sẽ tranh thủ mình chạy những đoạn vắng như này, những đoạn mà ngoài thành phố á. Đó. Ồ. Đi hơi sai à. Ok, ở đây cũng có cái chỗ nó thu tự động này, anh em thấy không? Vào đây thì nó ố phải không ta? Ôi giả mạo rồi. Nó để cái vạch màu xanh nhưng mà nó lại không có tự động anh em. Qua phải mình phải bấm mình quẹt thẻ. Mấy xe này cực kỳ nó chạy lâu, có mấy xe mà chở xăng dầu này, chở mấy cái khí hóa lỏng này, nó chạy chậm cực kỳ luôn. Đi mà đi sâu nó là phải mờ rồi. Ô chưa chưa, đoạn này không cho vượt anh em ơi, chút xíu là bị công an hốt. Ô chưa được công an. Bà nói che nó. Rồi lên đoạn này bị thổi chắc luôn rồi. Biết ngay mà đi sai làn đường mà. Kệ sai sao giờ. Phải vượt qua cái đoạn này chứ, đúng không? Ngoài thực tế thì khác, còn trong này thì mình có thể mình duy mình cho phép mình vượt lên, đúng không? Ai đợi. Ồ nó đi nó phạt nữa kìa. Trời ơi, đúng là nó canh mình đi một đoạn mà không có thay đổi, không có chuyển làn thì nó sẽ quất mình liền anh em ơi. Rồi bây giờ quất lúng rồi nha. Ban đêm thì chúng ta sẽ vượt lên và lấn làn luôn. Mình sẽ cho anh em cái trải nghiệm thực tế nha anh em mà đi. Đó, cho anh em trải nghiệm này. Ban đêm thì nó sẽ chạy như thế này này. Đó, thấy chưa? Đường này đường của nó, mua đường luôn. Ồ, có một kho xăng. Nhưng mà xăng mình còn anh em ơi. Gặp công an thì phạt chịu thôi, đúng không? Bắt buộc là phải đi như vậy đó.
Ghê chưa, anh em để ý nha, mình sẽ đi lên đó, cái lên này, cái đoạn này nó có xe cho nên là phải qua đây. Thường thì những cái đoạn cua nó sẽ những đoạn đường cong nó sẽ không cho mình vượt, anh em thấy những cái vạch liền không, cho nên mình sẽ vượt những cái đoạn nào mà nó không có vạch liền nha. Ui da, cái chỗ đoạn này nó lên luôn rồi, nhưng mà đoạn này nó đang sửa đường nhưng mà bắt buộc phải vượt. Ok, cho phép. Hỏi phạt luôn hả, ghê vậy, rồi phạt cả ông nội luôn. Thôi đi qua đường này đi, pha lên nè, đó. Khi mà anh em thi bằng lái xe thì anh em sẽ, thôi bây giờ thì theo luật mới thì anh em sẽ được trải nghiệm những cái lái mô phỏng như thế này. Có nhiều người ấy thì qua lái ở cái xe thực tế ở ngoài nó dễ lắm, nhưng mà khi vào cái mô phỏng này họ không quen anh em nên rất khó lái. Còn mình thì mình chưa có điều kiện cho nên là mình phải tập trên cái này tập trước. Ồ, phạt quá tốc độ luôn. Ok, phạt đi. Tại vô trong nội thành mà anh em, vô nội thành thì chắc là có những cái camera hoặc là những cái trạm. Rồi, con cảnh sát ở trước này. Phạt tốc độ. Dám qua mặt cảnh sát à? Hốt mình luôn. Kệ, về nhà chủ lo. Ok nha. Đi ba đứa nó tấn ba nó đi thôi, ghê không? Tối thì tài thế chạy, tranh thủ chạy rất là nhanh anh em. Mình vẫn chưa uống cái lon bò hút đó nha. Cho anh em thấy là lạng lách cỡ nào nha. Nghe chưa? Lái phải dậy chứ đúng không? Đoạn này tối quá. Lên luôn. Đúng rồi. Rất là nguy hiểm luôn. Chạy hơi lố anh em ơi, thông cảm, chạy hơi lố nha. Rồi, làm lại nè. Cảnh sát làm gì nhau, cảnh sát. Trời ơi, chạy ban đêm mà đi qua mấy cái đoạn này phiêu luôn. Phiêu linh luôn. Rất là phê luôn. Lên luôn. Đúng rồi. Qua mặt luôn nha giờ, đúng không? Trời ơi, mấy cái chỗ này đơn giản luôn, xử lý rất là gọn lẹ luôn. Ta sẽ đi lên xe cảnh sát này đó. Ok, này là đua xe chứ không phải là chạy bình thường nữa anh em ơi, này là đua xe rồi. Xe cảnh sát. Ồ, chưa. Oh,
Ôi ôi ôi, ghê quá ghê quá, lấy được chiếc xe kia là ghê quá rồi. Để coi chúng ta đi được bao 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 xe rồi nha. Wow, chúng ta đi được một nửa đường rồi anh em, gần tới Gia Nghĩa rồi nha. Rồi phóng tới Gia Nghĩa luôn. Phạt lỗi đi xe làn đường, phạt đi, cứ phạt đi. Giờ là tôi lo tôi chạy đến rồi để kịp giờ này. Phạt nguội cái này là phạt nguội nha anh em, chứ không cảnh sát đâu thấy đâu. Phạt nguội thì để về chủ đóng tiền sau, còn bây giờ thì cứ chạy thôi. Ui ơi, không nội cho nó đi xe mà đi xe máy ban đêm mà nó không bật đèn luôn á, tôi thui đó. Ủa, xe này dừng làm gì vậy? Ủa, nó đang đứng giữa đường nó tám. Bà nội cha đó. Ồ, nó đang đứng giữa đường nó tám với nhau. Xe chạy rất là đông luôn nha anh em. Phía trước là cảnh sát hả? Rồi, chơi luôn. Chơi lớn xe này luôn nha. Rồi, phạt tiền nó thấy nó phạt tiền. Ủa, nó chạy theo kìa. Ôi trời, cho xịt khói luôn, cho nó ngửi khói luôn. Giờ mà phạt nữa, phạt gì tầm này nữa. Phạt cái tầm này nữa. Hồi bên cảnh sát hả? Cho nó xịt khói luôn này. Yeah. Oh yeah, từ 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 từ, lên luôn, lên chỗ này luôn, vượt qua đây luôn, lỡ là chạy lúng luôn. Đường này đang trống, phạt chắc luôn rồi, qua đoạn này là phạt chắc luôn này. Ồ, chưa chưa, mình rẽ ra là chưa phạt nha, nên mình ra tiếp. Do chạy đêm nên là mình phải chạy ẩu này mày. Rồi để vô không bị phạt này đó, trời không rồi bị tông xe, không và tốc độ không quạt lường nữa là không thế. Trời ơi trời ơi, tông xe lâm lan. Ô ta ô ta ô ta đẹp ta. Qua đây nha, bị phạt đó. Thường là những cái đoạn mà đường đèo đổ, cho nên là cái chỗ mà vắng đồ không ai mà đo mà kiểm soát hết trơn, cho nên thường thường là mấy ông nội cũng hay chạy lấn làng đó, lấn làng lấn đồ đằng kia đó. Cho nên là mình thử mình trải nghiệm lấn làng nó làm sao, đúng lấn là lấn thiệt. Chạy rất là ngọt nha. Ồ, xe này nó vô nó dừng, nó đang cơm, nó làm như này. Ở đây có một cái vụ ba bẹt xe gì này, cảnh sát giao thông đứng. Rất là nhiều những chiếc xe ô tô, những chiếc xe tải nha. Qua những cái đoạn này chạy rất là nhanh luôn, đoạn cua này mình thích chạy đoạn cua rất là nhanh này. Xe chạy là toàn là trên 100 km/h không anh em, cho anh em xem này, thấy chưa, chạy trên 100 không á, nó cho mình cái 70 mà chạy quá trời chạy. Mới nhìn qua cái đồng hồ là bị va quẹt liền anh em thấy không? Rồi. Đây đây cái đường này, cái đường này, đường này đi.
đường này nó vẫn cho, nó không có thu tự động nha, nó thu tiền đó, nó thu tiền này đó. Lên 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 hai bạn anh. Mình sắp tới Gia Nghĩa rồi. Rồi sắp tới Gia Nghĩa rồi em ơi. Vô là lên 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 trăm lẻ mấy, 107. Rồi anh em ơi, như vậy là xe chúng ta nó đã bị lật kèo rồi. Và hiện tại đang nằm ở chỗ đoạn nào ta? Đoạn gần tới Gia Nghĩa rồi anh em ơi. Thì xe nó gặp sự cố rồi. Thì để giải quyết cái này thì chắc là hẹn gặp lại anh em ở cái video sau. Mình sẽ giải quyết con xe này, bây giờ nó đang nằm một đống này, giờ sao? Nó chắn đường này. Rồi, cứ để nó nằm đi, kêu gọi 113 tới nha. Xe cứu hộ tới để giải quyết cái tình trạng này. Không ngờ là mình ôm không hết luôn á cái xe này quá. Rồi cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi cái video của mình và hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo nha. Video tiếp theo mình sẽ tiếp tục con em này để mình tiến thẳng vào bến xe Gia Nghĩa, và tiếp theo là mình sẽ đi vào đâu. Gia Nghĩa còn đoạn nữa chứ mấy, Đồng Xoài thôi, để ráng kéo nó qua chỗ đoạn này luôn cho nó vô Đồng Xoài luôn nha. Tới đi, còn ngăn đoạn nữa mà bỏ giữa chừng cũng kỳ quá. Thôi ráng lết luôn, ráng lết về bến Gia Nghĩa luôn nha, để cho anh em xem cái bến xe nó như thế nào, chứ mình lỡ mình hứa anh em rồi không tới nơi thì cũng kỳ quá. Cho nên là còn một đoạn anh em nhớ thêm hết cái hành trình của mình nha. Đứng giữa đường rồi, tôi đang nôn muốn đứng giữa đường hốt ông, bây giờ cũng hốt mà hai trường hợp rồi đó, giờ ông nữa. Trời ơi, còn anh em thấy xe nó chạy rất là nhanh, đâu thua kém như mình đâu, ban đêm nó chạy ghê lắm. Nó không sai mà qua những đoạn đường vắng, cực kỳ vắng nữa, nó chạy dữ nữa. Những đoạn đường cua, cong rồi nó chạy, trời ơi, nó chạy bật tùm lum la chứ này. Rồi Gia Nghĩa, mình đã tới Gia Nghĩa rồi anh em ơi. Khoan, để coi chỗ kia là chỗ nào vậy.
Không phải bánh xe này mày. Nên mình coi chỗ này nghĩa là chỗ nào. Rồi, kế đây là nó có một cái rồi bây giờ mình sẽ tập trung. Giờ tối quá không thấy nè, không thấy bến xe đâu trơn. Mình nghĩ là nó nằm đâu đây này nè. Chắc là bánh xe rồi. Rồi để coi chỗ đây là chỗ nào nha. Đây bến xe khách liên tỉnh Đắk Nông này anh em. Đây chúng ta đã vào đến bến xe rồi nè. Để coi đây là cổng vô gì này. Rồi, giờ chúng ta sẽ vào bến nha. Coi cái bánh xe Đắk Nông nó lớn không. Ôi nó có xíu anh em ơi. Trời đất ơi, lớn quá vậy. Trời ơi, tưởng nó lớn gì lắm chứ. Phải đạn luôn. Rồi, như vậy là xe chúng ta nó đã vào trong cái bến Đắk Nông rồi. Thì ở đây thì mình sẽ cho hành khách chúng ta cũng đi rửa mặt rồi các kiểu rồi đi vệ sinh rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha, tiếp tục lên đường nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video mình và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Mình sẽ tiếp tục hành trình và đừng rời khỏi cái màn hình này khi mà mình có video mới nha anh em. Cảm ơn rất là nhiều mọi người. Lần tới mình sẽ chinh phục bến xe nào ở đây. Bến xe Đồng Xoài. Ok.